Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02, ban hành theo thông tư số 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính. Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên được lập vào cuối năm và hạn nộp cuối cùng là ngày 30 tháng 3 của năm sau. Mục đích của việc lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên là để chúng ta thống kê lại các khoáng sản cũng như là sản lượng mà chúng ta khai thác ở trong cả một năm để tính ra số tiền thuế tài nguyên phải nộp. Nếu như số tiền thuế tài nguyên phải nộp so với số tiền thuế mà đã nộp trong năm, nếu như có sự chênh lệch thì chúng ta sẽ phải nộp thêm. Để lập được tờ khai quyết toán thuế tài nguyên thì chúng ta sẽ phải lập ở trên phần mềm HTKK. Chúng ta sang phần mềm HTKK, chọn thuế tài nguyên và chọn tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo thông tư 80/2021. Và tờ khai quyết toán theo thông tư 80 này thì được lập bắt đầu kỳ báo cáo là năm 2021. Còn đối với các năm trở về trước thì các bạn vẫn chọn mẫu 02 và không có thông tư 80. Ở đây tôi chọn thông tư 80 là thông tư mới nhất. Chọn năm quyết toán, chọn tờ khai. Ở đây chúng ta bắt đầu khai lần đầu tiên nên tôi chọn là tờ khai lần đầu. Còn sau này nếu như chúng ta nộp tờ khai rồi mà phát hiện đã sai sót thì các bạn sẽ cần phải khai bổ sung, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn tờ khai bổ sung sau. Tôi chọn tờ khai lần đầu, nhấn đồng ý. Ở trên tờ khai này thì chúng ta sẽ cần điền các thông tin như sau. Thứ nhất là công ty chúng ta có khai thác đá hộc thì tôi sẽ chọn đá hộc. Sản lượng mà chúng ta khai thác, các bạn xem ở trên báo cáo tổng hợp tồn kho. Đối với đá hộc thì chúng ta căn cứ vào sản lượng xuất bán, thì lúc này chúng ta click vào thành phẩm đá hộc và chọn lọc là bán. Và lúc này tổng số đá hộc xuất bán là 1.261 mét khối. Chúng ta điền vào sản lượng 1.261 và đơn giá tính thuế tài nguyên đối với đá hộc là 80.000. Chúng ta nhấn F5 để thêm dòng. Tiếp theo là đến đá răm 1x2. Khối lượng mà chúng ta sản xuất ở trong kỳ đá 1x2 là 412 mét khối. Chúng ta căn cứ vào khối lượng nhập kho. Đơn giá là 168.000. Tiếp theo, đá 4x6 hoặc đá 5x7. Ở đây chúng ta có đá 4x6 và đá 5x7. Chúng ta sẽ cộng lại số lượng là 1.138 mét khối. Đơn giá tính thuế tài nguyên là 168.000. Tiếp theo là đá 2x4. Khối lượng sản xuất là 185 mét khối. Đơn giá là 168.000. Tiếp theo là đến cát đen dùng trong xây dựng. Chọn là cát đen. Số lượng mà chúng ta khai thác ra cát đen là 4.450 mét khối. Đơn giá là 70.000. Tiếp theo là đến cắt vàng dùng trong xây dựng. Khối lượng cắt vàng chúng ta căn cứ vào khối lượng nhập là 2.826 mét khối. Đơn giá là 245.000. Và cuối cùng là cắt san lấp. Số lượng là 4.103 mét khối. Đơn giá là 56.000. Và các bạn lưu ý là số lượng ở trên cột số 4 này chúng ta sẽ phải lấy cột sản lượng của cả một năm cộng vào. Ở đây, giá tính thuế tài nguyên, chúng ta áp theo biểu giá tính thuế tài nguyên theo quy định. Thuế tài nguyên phải nộp là 224.281.700 đồng. Và số đã kê khai ở trong năm, các bạn sẽ điền cột 8 và cột 9 bằng nhau. Cuối kỳ, chúng ta sẽ không phát sinh số chênh lệch giữa quyết toán với kê khai. Số kê khai này chính là số trích thuế tài nguyên 224.281.700 bằng đúng số mà chúng ta trích ở bên cột phát sinh có tài khoản 3336 trên bảng cân đối tài khoản. Như vậy là chúng ta kê khai trong năm và quyết toán cuối năm là không có sự chênh lệch, thì chúng ta đang kê khai đúng. Các bạn điền tên người ký là giám đốc vào, sau đó nhấn ghi. Ghi xong phần mềm báo đỏ thì các bạn ghi là tài nguyên khai thác. Chúng ta ghi lại một lần nữa và đóng dữ liệu lại, sau đó kết xuất ra file XML để chúng ta nộp cho cơ quan thuế. Nộp thì các bạn cũng nộp ở trên trang thuế điện tử .gdt.gov.vn. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về tờ khai thuế tài nguyên trên phần mềm HTKK.